Bùi xin mến chào các anh chị và các bạn. Hôm nay thì Trần Bùi giới thiệu với các anh chị và bạn một con đường để đi tới Đức Hòa, rồi từ đó mình đi xuống miền Tây rất là nhanh, tức là đi theo cái hướng mà tỉnh lộ 10 rồi mình xuống Đức Hòa, xong rồi từ đó thì các anh chị đi Hồng Ngự, rồi đi ra ngay chỗ Tân Châu, An Giang, đi cái hướng đó các anh chị, thì mình sẽ đi theo đường tỉnh lộ 10 thì nó sẽ nhanh hơn là đường quốc lộ 1A. Thì hôm trước Trần Bùi có làm cái video hướng dẫn đi đường tắt về miền Tây đó, thì một số anh chị là nói là đi con đường tỉnh lộ 10. Thì hôm nay Trần Bùi sẽ đi thử con đường này cho các anh chị mình xem, cũng như là mình có cái nhìn tổng quan nếu mà các anh chị các bạn chưa lần nào đi á. Hiện tại thì Trần Bùi đang đứng ở ngay chỗ cái vùng Bình Phú La, Bình Buôn này là vùng Bình Phú Lâm đó. Bây giờ con đường này là con đường Kinh Nhiên Vương nè, rồi trước mặt các anh chị á, nó có cái đường Tân Hòa Đông rẽ bên phải, rồi xéo xéo phía bên kia là con đường Bà Hôm. Mình chạy thẳng bên đó là đường Kinh Dương Vương. Đạt qua đây chút, chỗ này là đường Nguyễn Văn Luôn. Thì Trần Bùi sẽ đi vào đường ngoài hôm, rồi chúng ta chạy thẳng thì chúng ta sẽ gặp đường tỉnh lộ 10. Từ đó thì mình đi tiếp tới Đức Hòa thôi. Rồi, nếu mà đây là lần đầu tiên các anh chị các bạn xem video trên kênh của Trần Bùi thì đừng quên nhấn nút subscribe, đăng ký và rung cái chuông để nhận được những video mới nhất từ những con đường, những hình ảnh do Trần Bùi thực hiện. Rồi bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu nha. Trước thì Trần Bùi có làm
cầu vượt Nguyễn Văn Linh, đường Nguyễn Văn Linh đi vào cao tốc đó anh chị. Do đó thì ngay những cái trụ đèn có cái hẹp nhỏ nhỏ, chúng ta băng vô đó, chúng ta đi cặp theo đường cao tốc. Cặp theo đường đó thì chúng đi tới đường Nguyễn Văn Siêu, rồi đâm ra là ngay vô chợ Bến Lức. Rồi cái đường kế tiếp thì trên đường về đó, chúng tôi không đi đường cũ mà chúng tôi mới đi con đường Nguyễn Hữu Trí. Vừa đi hai con đường để mà cho các chị so sánh. Hôm nay thì chúng tôi sẽ đi con đường Bến Lức mới này, đi về chức quà của Long An. Thì đi về miền Tây thì có nhiều đường lắm các chị. Nếu mà mình thuận tiện đi con đường nào thì mình đi thôi. Nhân video này thì Kim Bôi cũng xin gửi đến các anh chị và các bạn mình những hình ảnh thực tế để nó trực quan, bởi vì Kim Bôi nhận được cái nhận xét đó của một anh đã nói là nó kiểu như là không có đi những cái con đường tắt, những con đường ngoài con đường quốc lộ 1A thì anh sợ lạc đường đó anh chị. Thì anh xem video của em nè, rồi cái anh sợ trên bản đồ, nghĩ là bây giờ đường xá thì nó thông thoáng rộng rồi, mình cầm theo cái điện thoại kết nối với 4G internet thì các anh chị các bạn có thể bật cái định vị lên rồi sợ bản đồ đi thôi. Mình không có sợ nữa. Thì khi mà đi trên đường này thì có những cái lo lắng như sau. Nhất là lạc đường thì cách giải quyết chúng ta là mang theo cái điện thoại di động. Hoặc là cách phát tiện nhất á, là các anh chị chuẩn bị cái tờ giấy ghi lên những cái đường mình sẽ chạy. Rồi khi mình tới, ví dụ như là mình đi một đoạn nào đó mình không chắc ăn lắm, mình hỏi đường lại, mình hỏi người ở bên đường là người ta chỉ cho mình đi tiếp. Cái cách đó gọi là đường ở trong miệng. Chỉ cần vào mình hỏi thôi. Đối với những cái chỗ xa đó mình không rành, còn tiện nhất thì cứ đem theo điện thoại. Thông minh thì bây giờ nó cũng dễ rồi, rẻ, ai khác ăn cũng có. Chúng tôi nghĩ các anh chị các bạn có thể comment lên video của chúng tôi thì chắc là cũng comment trên điện thoại. Rồi cái nỗi lo thứ hai khi mà chúng ta chạy con đường xa đó, xăng biết là cái những con đường lạ nó có những cây xăng hay không. Thì cái cách này thì tốt nhất là trước khi các chị mình đi không chắc thì chúng ta đã đổ đầy bình xăng. Một bình xăng thì khoảng từ 3.5 đến 4 lít đủ cho chúng ta chạy tầm. Tôi cho trung bình là 50 km một lít xăng đấy, thì 4 lít mình chạy được khoảng 200 cây số, chạy từ khoảng 150 đến 200 cây. 200 cây số là từ Sài Gòn mà người ta tới Khánh Hòa đó. Sài Gòn phải tới xuống ở Tân Châu, An Giang á, cái người có sập thử phải 200 cây. Có vẻ là phải con đường dài như vậy mà không có cảnh sát nào thì hơi vô lý. Thấy lưng lưng mình thấy cây xăng mình nhào vô thùng. Đó là cái chuyện
đường Bến Bình Trị Đông này các anh chị. Ngày xưa khi mở mới mở tên là đường Đất Mới á, giờ nó có cái chợ vô này. Đây nói chuyện với các anh chị mà thấy cái đường thì nói với các anh chị để hình dung ra cái chỗ mình đi. Tiếp theo nha, và cái buổi nghĩ là thời buổi bây giờ thì đường xá nó mở rộng rồi, nếu mà chỗ nào có xe máy chạy, có xe chạy thì chắc chỗ đó có cây xăng thôi. Chứ chạy cái trăm cây số mà không có cây xăng nào thì dân ở vùng đó lấy gì mà đổ, cũng hơi khó, hơi vô lý. Rồi chuyện thứ ba là chỗ sửa xe, nếu mà có bãi bán xe hay gì đó. Chỗ này thì cũng căng thiệt, nếu mà mình chạy dưới đường mình bãi bán xe thì sao. Ví dụ như là có anh chị mình comment với cái mùi ở đây con đường chờ điểm anh đang quay à. Nếu mà bãi bán xe thì chắc chết. Và các anh chị yên tâm, chỗ nào có xe chạy thì khu vực đó chắc cũng có chỗ sửa xe cho các anh chị. Rồi đó là những cái cách mà cái mùi dự phòng khi mà đi đường xa. Thích cái mùi thì thích đi những cái con đường mới lắm, có thể là nó dài hơn con đường chính thống, nhưng mà đổi lại chúng ta sẽ được khám phá những cái vùng đất mới, những con người mới, những cái phong cảnh mới mà được nhìn ngắm và ghi hình lại cho các chị mình xem. Khi mà ở đâu biết đâu thì khi mà các chị cần đó cũng có một cái tài liệu tham khảo. Các anh chị các bạn đang xem video buổi đi theo đường Bà Hôm, thì bây giờ thì tới tỉnh Lô 10 rồi, ta chạy thẳng con đường này đi tới Đức Hòa. Và nếu mà đây là lần đầu tiên các anh chị các bạn xem video trên kênh của chúng mình thì đừng quên nhấn nút subscribe, cái nút đỏ đỏ dưới đó đăng ký nếu là phiên bản tiếng Việt, và nhấn cái chuông để nhận được những video mới nhất từ kênh của chúng mình. Hôm nay là ngày để cho các anh chị mình tham quan nha. Cũng giống như là mình thay vì mình chạy ngoài đường nắng thôi thì mình xem video, giống như là một cách là các anh chị đi cùng kiểu mùi vậy. Đường Bà Hôm thì nó ngắn thôi các anh chị. Quận 6 khi mà qua Bình Tân đó là đường tỉnh Lộ 10. Các chị và các bạn đang xem những hình ảnh về Bình Tân, Sài Gòn. Bình Tân thì được cấp ra từ huyện Bình Chánh rồi nó lên quận luôn. Ta thấy là nhà cửa ở chỗ này bây giờ khá là khang trang, lên quận có khác. Chứ ở Bình Chánh đó các anh chị, bây giờ còn đường cũng nhiều lắm. Tí nữa thì mình đi đường tỉnh Lộ 10 này, nào mình sẽ đi qua một đoạn dài từ Bình Chánh, các anh chị sẽ xem cái cảnh ở Bình Chánh nha. Bây giờ nó cũng không có khá gì hơn. Phía trước thì vừa thấy có một cây cầu, cầu vượt qua để con người chạy
chỗ quốc lộ 1A nè các anh chị. Cái như vậy công an có phạt không? Chứ như
anh chị thấy là giờ phút tầm nhìn này nó không thấy được nữa. Mình bắt đầu tới cây cầu Tân Tạo nè các chị. Phút tầm nhìn nha, bên trong nó đâm ra xem đúng. Đây là cây cầu ở Tân Tạo. Bay thì Campuchia qua, những máy bay nó mới lên
lượng cái dây cáp anh ấy đều cũng đạt, tại vì cái tường lớn lắm, đâu có thể nào mà nhét vô chiếc máy bay được đâu, nên là phải treo, treo chiếc máy bay nó bay trên này, nó đâu cái đường đi. Nhưng mà tới khu vực này nè, khu vực ngay chỗ cầu sáng đó, là chỉ rất dây cáp từ đó xuống, và người ta dùng nhiều cái cách để người ta giờ cũng tự nó đi, nhưng mà không được, để mà dùng xe hay gì đẩy đi là xe nó tự nhiên nó tắt máy, không có thể nào mà giờ đi được, cho nên bức tượng đó đó nằm giữa đồng của mình anh à. Người dân bên vùng là mấy gọi tượng đó là tượng Phật cô đơn, tại vì ngồi mình giữa đồng, không có chùa gì hết, rồi không có đệ tử nào xung quanh, không ngồi một mình rất là cô đơn, cho nên gọi là tượng Phật cô đơn. Rồi sau đó người ta mới dựng chùa lên. Chỗ này là cây cầu, này là cầu Bà Lát. Nhưng mà đặc biệt là hình như là cái chùa đó linh thiêng lắm mấy anh chị, nhiều người tới thăm viếng. Cái đợt này được rất là ngon.
xây cái cầu lớn, và đoạn đó hãy mình đi với các chị nó hơi nhỏ, thì có thể là sau này nó sẽ giải tỏa mặt bằng mở cầu về hai bên cho nó chống cái con đường này. Yeah.
gần tới cái cầu sáng rồi, hay giờ chạy nãy giờ kìa. Hơi xa nha. Long An rồi nè.
bên trái mình sẽ đi về Hồng Ngự luôn này nọ. Bây giờ cái bồi sẽ cố gắng bồi chạy hết rồi tới đồng bồi cho các chị nhìn xem nha. Chỗ này nó hơi dằn, đường chỗ này ổ gà hơi nhiều. Chỗ này rất là hay, là một cái cánh đồng cỏ nó mọc bông lên kìa các chị. Mình thấy những cái tấm hình mà có nhiều cô á, nhiều cô gái người ta vô trong những cánh đồng cỏ này người ta chụp rất là đẹp. Wow. Thôi bây giờ mình đi tiếp nha.
tới rồi. Mùi thấy ở phía trước là xe container đã xếp hàng. Cái chợ này cũng lớn hay các anh chị? Chợ ngay chỗ Đức Hòa Hạ nè các anh chị. Tuần cái gì thì đi cùng đường đó phải mất cả tuần.
bạn khi nào mà rảnh rỗi thì Kim Bùi sẽ lần lượt thực hiện những con đường cho các chị mình xem nha. Một con người mà Kim Bùi rất là thích phượt đi bằng xe máy. Mà bây giờ thì không có đủ thời gian, mình chỉ thực hiện được đoạn nào thì đoạn đó thôi.
như là ở đằng trước đó các chị. À, cái này có ngã ba nè. Vậy là đúng rồi. Đường đi Hậu Nghĩa, một đường đi Bến Lức. Sao lại là Bến Lức hả? Hướng Hồng Ngự rồi đó, phía bên đây là đi Hóc Môn. À, đằng kia có một cái ngôi nhà, nhà cổ. Bùi sẽ dừng ở đây, Bùi quay cho các anh chị mình cái quan cảnh tổng quan đây nha, để cho các anh chị mình tiện theo dõi. Của ngã ba cuối đường Đức Hòa này các anh chị, thì ở phía bên trái đây có một cái tượng đài, cái bồn nước mà để thoát nước này đó. Cái chỗ này nè, cái đường này nè các anh chị, là cái đường đi Hóc Môn nè, tức là các anh chị các bạn mình từ Hóc Môn Củ Chi thì mình sẽ tẻ con đường này mình đi xuống đây. Nếu mà mình đi cái Tràm Chim rồi đó, đi xuống Tràm Chim rồi An Giang rồi đó, mình từ Hóc Môn mình đi đường này, và từ đây thì mình cũng có thể theo con đường phía bên trái này mình đi Hóc Môn. Ngay chỗ này là trước mặt là có một cái đình cổ nè các anh chị, đình cổ này có bên kia là có những cái nhà mà cổ xưa đó, nhà mà kiểu Pháp đó, hồi xưa đó. Đó, các anh chị nhớ nha, mình chạy thẳng con đường tỉnh lộ 10, chạy tới cuối đường gặp cái chỗ đó là cái đình cổ, nó có di tích gì đó, ngã tư Đức Hòa đó. Rồi chỗ này là cái đường mà mình đi Tràm Chim nè. Thì đi tới đây trên bảng chỉ dẫn thì nó ghi là rẽ bên trái thì nó đi về Bến Lức, thì các anh chị cũng đừng có hoang mang tại sao đi tới đây có lại rẽ con đường này để đi ngược về Bến Lức như không. Thì Kiên Bời mới vừa tìm hiểu bản đồ đó, tức là đi con đường này chút xíu nó có một cái ngã ba, và từ ngã ba đó nó sẽ quẹo một cái đường quẹo về Bến Lức ngay đường cao tốc, và một cái đường chạy thẳng là chúng ta sẽ đi xuống hướng Tràm Chim, Hồng Ngự, Tân Châu nữa là đi hướng này. Rồi cái Bùi nghĩ là chắc là tới chỗ ngã ba đó nó sẽ có một cái bảng chỉ dẫn cho các anh chị mình đi. Rồi thì tới đây thì con Bùi xin kết thúc video đi con đường tỉnh lộ 10 từ ngay chỗ Bùn Binh Phú Lâm đi thẳng tới ngã ba Đức Hòa, ngay chỗ chùa, ngay chỗ cái di tích ngã tư Đức Hòa đó, đường đi xuống Tràm Chim. Kim Bùi cảm ơn các anh chị và các bạn đã theo dõi video của Kim Bùi, và đừng quên nhấn nút subscribe, đăng ký, nhấn cái chuông để nhận được những video mới nhất từ kênh của Kim Bùi. Kim Bùi chúc cho các anh chị các bạn có những cái giây phút thư giãn khi mà xem video của Kim Bùi, có cuộc sống luôn vui tươi hạnh phúc, công việc thì làm ăn thuận lợi, và đồng hành cùng Kim Bùi nha. Kim Bùi xin chào tạm biệt các anh chị và các bạn, hẹn gặp lại các anh chị và các bạn trong những video kế tiếp. Bye bye.